Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Nam em muốn được ghi nhận là người đẹp biết hát. Thành công với vị trí top 8 hoa hậu trái đất, nhưng nam em vẫn theo đuổi con đường ca hát. Cô muốn được ghi nhận là một trong những người đẹp có giọng hát tốt. Mới đây, tham gia biểu diễn với vai trò khách mời trong chương trình Gương mặt thân quen nhí, Miss Earth Việt Nam 2016, nam em đã trình diễn lại ca khúc Ngày xưa Hoàng Thụy, Phạm Chi bằng chất giọng ngọt ngào. Đây là ca khúc mà nam em từng dự thi tại cuộc thi Tình Bolero 2016. Khi đó giọng ca của nam em vẫn chưa dạt dào cảm xúc, dù được đánh giá là có giọng hát truyền cảm, nhưng phần thể hiện của cô còn thiếu sót rất nhiều. Quyết tâm nỗ lực và trau dồi khả năng thanh nhạc đã giúp nam em có phần trình diễn rất ấn tượng trong tập phát sóng. Vẫn là chiếc áo dài nữ sinh thánh thiện, nam em đã mang đến một tiết mục hay, trong trẻo và dạt dào tình cảm. Phần trình diễn này được các giám khảo và khán giả đồng tình khen ngợi và hưởng ứng. Có thể nói, giọng hát của nam em ngày càng tiến bộ. Tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016, nam em đã xuất sắc giành huy chương bạc phần thi tài năng với việc chọn lựa sở trường ca hát của mình. Nhận xét về cô học trò nhỏ, nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ đánh giá rất cao sự tiến bộ và chịu khó của nam em. Cô Minh Huệ cho biết, chỉ hơn nửa năm học tập và được cô kèm riêng mà khả năng cảm nhạc, chiều sâu tình cảm của nam em ngày càng tốt, trời phú cho nam em có được giọng hát với quãng rộng và truyền cảm, đó chính là ưu thế để cô tiến xa hơn trong con đường ca hát. Nam em đang dần khẳng định tài năng đa dạng của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Mặc dù đang là gương mặt hoa hậu được yêu thích, nhưng nam em vẫn xác định con đường lâu dài của mình là ca hát và đóng phim. Chính vì thế, ngoài lịch trình công việc bận rộn, nam em luôn dành thời gian học thanh nhạc và diễn xuất. Sắp tới đây, nam em sẽ chính thức tham gia một dự án phim điện ảnh sẽ hứa hẹn gây bất ngờ cho công chúng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.